Hello quý vị và các bạn thân mến. Thì trong mấy ngày vừa qua Tony có nói là Tony mua một căn nhà để đầu tư cho mướn, rồi sau đó nếu thấy lên giá thì sẽ bán. Thì có rất nhiều bạn bè, chiến hữu, anh chị em, cô chú bác vòng quanh 49 tiểu bang khác nói: vậy thì Tony mua nhà kiểu gì, nó như thế nào, sao sao? Ở ngay tại cái mảnh đất mà Tony mua đó thì nó chưa có nhà mẫu, tại vì nó mới mở ra bán à. Nó chưa xây xong nhà mẫu luôn. Tony phải chạy all the way lên trên cái thành phố khác gần gần chỗ Tony sinh sống, thì cũng là cái builder này nhưng mà người ta có nhà mẫu. Cho nên sau đây Tony sẽ chia sẻ cái căn nhà mà Tony sẽ build lên, nó exactly giống cái căn nhà này luôn, không khác chút nào hết. Cái kiểu quý vị sẽ thấy trong cái video nó sẽ là căn nhà của Tony Lê sẽ mua ở dưới mảnh đất ngay chỗ thành phố Tony đang sinh sống. Đây, mời quý vị theo dõi nha, xem cái căn nhà Tony build như thế nào. Đây nè quý vị, đó, Tony thích cái cửa cái nó rộng rãi, nó lớn. À, cho nên tôi này chọn cái mẫu nhà này thì nó nhỏ hơn cái nhà tôi này đang sinh sống, nhưng mà nhìn nó gọn gọn xinh xinh. Tại vì mình mua, mình đầu tư, mình mua cho mướn, mình mua để mình bán lại kiếm lời, cho nên mình không cần phải mua nhà bự quá. Tại vì mình đâu có phải mình mua mình ở đâu mà mình mua một chi bự quá đó. Thì đây, gạch đồ là ba mặt hết ha, ba mặt gạch ha, máng xối thì xung quanh nhà luôn, hết nhà luôn đó. Thì khi mà mình tiến vào đây, đây là cái tên của cái kiểu nhà này nè quý vị, nhìn kỹ nha, cái tên của cái kiểu nhà này Ann Arbor đó. Ở đây thì mình để cái ghế bố hoặc là cái ghế mây hay là cái ghế salon gì đó mình ra, hay là cái ghế đẩu, cái ghế nhựa cho mình ra, mình ngồi đi chiều chiều mình uống lon bia ha. Nhưng mà người ta uống chứ không phải tôi này uống, tại vì nhà tôi này mua không phải là để ở mà là để cho mướn để bán đó. Đây, khi mà mình bước chân vô đây, phía bên này là gara nhưng mà giờ ta đang làm văn phòng để mà bán nhà đó. Bạn Bi đang giúp khách hàng để mà mua nhà đó. Còn đây là chỗ này là cái máy giặt máy sấy, đây máy giặt máy sấy đây đó, máy giặt máy sấy right here. Trần nhà ở đây thì hình như là 10 feet. Trần nhà nó rất là đó. Còn đây là cái không gian phòng khách, thì mình có thể để cái tivi ở bên đó, mình để ghế sofa bên đây mình ngồi. Người ta đi mua nhà giống như chợ cá vậy đó quý vị, trời ơi quá trời đắt luôn rồi đó, thấy chưa. Rồi đó, những gì mà quý vị thấy ở trong cái video này là nhà của Tony Lê sẽ build lên y hệt như vậy. Tại vì Tony Lê nhìn kiểu mẫu nhà này Tony Lê build y hệt như vậy luôn đó. Ở bên đây có cái chỗ mình gọi là mình để cà phê hay là để bia bọng gì đó ha. Còn cái này là chữ L ha đó, này bằng đá nè đó. Đó, đây bên giữa nó có cái island đó, bên kia là cái bàn ăn đó. Đây, rồi trước khi đi vào cái master với lại cái patio thì mình đi qua bên này trước. Đây, đây là cái bathroom cho hai cái phòng ngay đây. Đó, nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh quý vị ha, 300 mấy chục k mà đòi hỏi chi nhiều. Và đây là cái phòng ngủ, cửa sổ ngang hông, rồi có cái closet double door ha, gọn gọn xinh xinh ha, đẹp ha. Đó, thấy chưa? Rồi ha, qua bên đây là một cái phòng ngủ thứ nhì, cũng cái cửa sổ ngang hông ha, gọn gọn xinh xinh. Đó, rồi cũng có cái ở đây nó làm cái double door closet không quý vị ha. Đây, rồi giờ mình sẽ tiến sâu vào cái phía này thì sẽ là cái master. Quý vị thấy không, Tony nâng cấp lên y hệt như căn nhà mẫu luôn. Đây là cái căn nhà mẫu, thành ra Tony xây y hệt như căn nhà mẫu luôn quý vị. Đó, quá trời trời. Đó, quá trời người đi mua nhà nè quý vị thấy không. Đó, thấy chưa? Đó, quá trời người đi mua nhà nè. À, đó, đây mình mua nhà thì nó sẽ cho mình cái máy rửa chén nè. Cái sink thì Tony cũng nâng cấp lên là một sink luôn cho nó rộng, mình dễ rửa đồ.
chứ để có cái lằn ngăn chính giữa này nè, rồi mất công mình rửa cái nồi bự á, nó không có chỗ để mình rửa cái nồi bự. Nhưng mà Tony không ở, nhưng mà tại vì Tony suy nghĩ cái kiểu như vậy cho nên Tony nâng cấp lên như vậy luôn đó. Những cái thứ như thế này là giống y hệt như vậy luôn. Rồi đây cái bếp cũng y hệt như vậy, rồi microwave cũng y hệt như vậy, à, tủ lạnh thì Tony phải tự mua đó, để bàn ăn. Rồi giờ mình sẽ đi vào khám phá cái phòng master. Đây phòng master thì nó có hai cái cửa sổ cũng rất là sáng sủa, để cái king size thì mình vẫn còn cái chỗ rất là rộng rãi, nhưng mà Tony nâng cấp lên là gạch hết. Tony xây á, Tony build á là không có thảm nha, tất cả nguyên nhà là gạch như thế này nè. Đó hồi nãy Tony nâng cấp cái nhà mà Tony build lên á là gạch như thế này hết cả nhà luôn. À đó, còn cái bathroom á thì nó y hệt như thế này nè. À đó, rồi nó cao lên tới đó luôn đó, cao lên tới đó luôn. Dạ yeah. À có đứng và nằm luôn ha. Dạ yeah. Hai cái này luôn à. Không biết ta để này để làm gì, tôi thì cũng không rành nữa mày gì trời. À cái nó nhỏ xinh xinh, chỗ đựng thuốc men hay là cái gì đó. Ừ đó, ở đây nó có thêm một cái closet để cho mình để giấy đi cầu, giấy chùi tay này nọ kia, khăn bổng nữa ha. Trong này thì các closet rất là bự luôn. Ừ nên là chỗ y vậy đó ha, nhìn đã không, gọn gọn xinh xinh ha. 300 mấy chục k mới ký hợp đồng xong luôn rồi quý vị ha. Đây giờ mình sẽ đi ra ngoài bên trong cái patio. Patio đây. Đây. Đó. Ba mặt gạch. Ừ. 300 mấy chục k. Mình cho mướn 1-2 năm rồi sau đó rồi nếu được giá thì mình bán để mình kiếm lời đó. Đây là căn nhà đầu tiên Tony đầu tư. À, quý vị bình luận bên dưới cái video để cho Tony biết ý kiến là nhà như thế nào, có ok không hay là sao đó ha. Tony thích nhất là cái không gian bếp đó, là Tony cũng gắn hết những cái hardware như thế này. Sao Vi vậy hả? À tôi này cũng gắn hết những cái hardware như thế này luôn. Nhà tôi này đang sống không có, nhưng mà nhà mua đầu tư thì có quý vị ha. Đầu tư để mình làm ra tiền, thành ra mình xài nó sang hơn chút xíu rồi, để sau này nó có giá trị đó, đầy đủ hết đó. Có cái này luôn, nguyên cái căn nhà là như thế này luôn rồi, gạch hết. Cái kiểu nhà này nó có rất là nhiều cửa sổ cho nên Tony thích. À oh, for the shower? Let's see if she did. I don't know if she did the mindset work with it. Coi nó có upgrade lên cái bằng cái sàn bằng gạch không, hay là bằng đá không, hay là bằng nhựa? No, she did the mindset, so it doesn't have the plastic. It has tile on the floor. Oh, nó có tile ở cái căn nhà mà. Đây là vật liệu nè của cái builder này nè. Hồi nãy là Tony chọn xong rồi căn nhà của Tony rồi.